Các bạn nào đã từng chơi tựa game Ark Survival rồi chắc chắn sẽ biết đến loại này. Nhưng chi tiết thông tin về nó trong thế giới game mình sẽ làm trong một video khác. Còn video này chúng ta sẽ nói về cuộc sống đời thực của nó. Đó là BG Buffo. Cụ thể, nó là một loài lưỡng cư đã tuyệt chủng và cũng là loài ếch lớn nhất từng tồn tại. Có nhiều cách gọi nó trong truyền thông đại chúng như cốc quỷ, ếch quỷ hay ếch địa ngục. Những loài lưỡng cư cổ đại này sống ở Madagascar vào cuối kỷ phân trắng và có niên đại khoảng 66 cho đến 70 triệu năm trước. Việc phát hiện ra BG Buffo xảy ra vào năm 1993 và phải mất khoảng 15 năm để loài này được mô tả. Việc này được thực hiện vào năm 2008 bởi các nhà cổ sinh vật học làm việc tại Đại học Stony Brook. BG Buffo có thể là loài ếch lớn nhất từng tồn tại, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu về nó. Chúng ta sẽ tìm hiểu về loài ếch này. Tính đến ngày hôm nay, đã có khoảng 75 hóa thạch được phát hiện. Những phát hiện mới và đầy đủ hơn trong tương lai có thể thay đổi những gì mà chúng ta biết về nó. BG Buffo có vẻ khác thường so với các loài ếch còn sống ngày nay, và chúng có nhiều đặc điểm như kích thước lớn và lực cắn cực mạnh đã giúp chúng sống sót trong thời đại khủng long. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần phân tích chi tiết hơn về nó thôi nào. Nghiên cứu giống loài. Bằng chứng hóa thạch là lý do khiến chúng ta biết về BG Buffo, và một số khám phá gần đây cho phép chúng ta có cái nhìn rõ hơn về những đặc điểm của loài ếch thời tiền sử này. BG Buffo ban đầu được cho là có chiều dài khoảng 42,5 cm, nhưng các nghiên cứu sau đó cho thấy chúng có chiều dài khoảng 23,2 cm. Hóa thạch của BG Buffo và ảnh chụp CT cho phép các nhà cổ sinh vật học lấp đầy những khoảng trống còn thiếu không thấy trong hóa thạch của chúng. Những con ếch cổ đại này có hình dáng tương tự như loài ếch Parkman hiện đại, nhưng có kích thước lớn hơn nhiều. BG Buffo rất có thể có sừng trên đầu và có một bộ áo giáp giống như vỏ sò để tự vệ trước những kẻ săn mồi. Người ta chỉ phát hiện được những mảnh vỡ của loài ếch này được ghép lại từ khoảng 75 mẫu vật khác nhau, không có mảnh nào gần như hoàn chỉnh. BG Buffo có thể có nhiều đặc điểm được thấy ở ếch hiện đại như da có mụn cóc và có màu từ vàng cho đến xanh lục. Họ hàng gần nhất của chúng mà chúng ta có thể tìm thấy ngày nay là ếch Parkman, nhưng vẫn chưa biết liệu điểm giống nhau của chúng chỉ là về thể chất hay tiến hóa. BG Buffo có trọng lượng khoảng 4,5 kg và có cái miệng lớn hơn có thể mở rộng lên tới 15,24 cm. Vẫn còn rất nhiều xương còn thiếu của loài ếch này, và khi nhiều hóa thạch được phát hiện hơn ở BG Buffo, hình dáng của chúng có thể thay đổi. Nơi sống và phân bố. BG Buffo sống trên đảo Madagascar trong thời kỳ hậu kỳ phân trắng khoảng 66 đến 70 triệu năm trước. Loài ếch này ban đầu được phát hiện ở phía tây bắc Madagascar, và theo thời gian, nhiều mảnh vỡ hơn đã được phát hiện. Thành thể Mevaruno là nơi hóa thạch BG Buffo đầu tiên được phát hiện, và các vật liệu khác trên nền cũng được khai quật để giúp mô tả cuộc sống ở Madagascar thuộc kỷ phân trắng. Khi BG Buffo sống ở đó, thời tiết ấm áp và có những thời kỳ khô hạn theo mùa. Đó là một môi trường bán khô hạn với những con sông. Tương tự như những loài ếch ngày nay, BG Buffo có thể rơi vào trạng thái mập dập và không thể hoạt động để sống sót trong thời tiết khắc nghiệt, nóng hoặc lạnh. Nơi BG Buffo sống rất thú vị vì có nhiều loài ếch lớn hơn ở Nam Mỹ nhưng chỉ được tìm thấy ở Madagascar. Những họ hàng tương tự được tìm thấy ở Nam Mỹ đã cho thấy rằng Madagascar và Nam Mỹ có mối quan hệ gần gũi hơn trong thời kỳ kỳ phân trắng hơn chúng ta nghĩ trước đây. Hành vi và chế độ ăn. BG Buffo là một trong những loài ếch lớn nhất từng tồn tại và có rất nhiều loài để chúng có thể săn mồi. Những con ếch này có miệng rất lớn và lực cắn mạnh giúp chúng ăn thịt con mồi như côn trùng và động vật có xương sống nhỏ như khủng long con. Sử dụng lực cắn của loài ếch hiện đại và nhân rộng chúng theo kích thước của BG Buffo, các nhà khoa học đã có thể tìm ra lực cắn của loài lưỡng cư khổng lồ này. BG Buffo có lực cắn ước tính khoảng 2.200 N, giúp chúng nghiền nát con mồi và cho phép chúng ăn những loài khủng long chân thú nhỏ. Cái miệng rộng của BG Buffo đã khiến chúng nuốt trọn con mồi và phục kích những con vật đã đến quá gần chúng. Những loài khủng long con nhỏ, cá sấu con hoặc các loài động vật có xương sống nhỏ là những thứ mà loài ếch này ăn. Hành vi săn mồi của BG Buffo có thể tương tự như những loài ếch khổng lồ khác ngày nay như ếch ảnh ương, là loài săn mồi phục kích rất hung hãn, nhảy vào con mồi và ăn bất cứ thứ gì vừa với miệng chúng. Vòng đời của BG Buffo. Vòng đời của BG Buffo chưa được biết rõ, nhưng người ta tin rằng chi này có vòng đời tương tự như các loài ếch hiện đại như ếch Parkman. Hóa thạch của BG Buffo chỉ là những mảnh vỡ.
Nhưng chi này đã rất phong phú kể từ khi hóa thạch của những loài ếch sống trong môi trường bán khô cằn và loài ếch lớn hơn có xu hướng phổ biến hơn. Bilge Bouvo sống cách đây 66 cho đến 70 triệu năm trong kỷ phân trắng và chúng được cho là đã tuyệt chủng khi tiểu hành tinh Chicxulub va vào Bắc Mỹ, giúp nó trở về nơi nó thuộc về. Ếch địa ngục thì về với địa ngục chứ sao? Giống như những con ếch ngày nay, Bilge Bouvo có thể đã đẻ trứng trong môi trường nước và bắt đầu cuộc sống của chúng dưới dạng nồng nọc và ăn thức ăn thủy sinh. Tuổi thọ của Bilge Bouvo vẫn chưa được biết rõ, nhưng hóa thạch được tìm thấy của loài ếch này cho thấy nó có thể còn lớn hơn khi trưởng thành. Với nhiều hóa thạch được phát hiện hơn, có thể sẽ có nhiều hiểu biết hơn về vòng đời của Bilge Bouvo và cách chúng trải qua quá trình biến thái từ trứng đến trưởng thành. Tiến hóa và lịch sử. Bilge Bouvo đã được phát hiện ở Madagascar vào năm 1993 bởi David Brule và nhóm của ông. Phải mất khoảng 15 năm để loài ếch này được mô tả vào năm 2008. Và tên của chúng bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là quỷ, Beelzebub, và từ tiếng Latin có nghĩa là cốc, là Bouvo. Điều khiến các nhà cổ sinh vật học bối rối là nơi Bilge Bouvo được phát hiện, vì những loài ếch Madagascar này dường như có liên quan đến loài ếch Praetatopridae như ếch Bachman. Mặc dù những điểm tương đồng của Bilge Bouvo với ếch Bachman có thể là một ví dụ về sự tiến hóa hội tụ, vì cả hai loài động vật đều có lối sống và môi trường sống gần tương tự nhau. Hai loài này cũng có thể có liên quan với nhau. Trong kỷ phân trắng, Madagascar chỉ có thể được nối với Nam Mỹ bởi Nam Cực, và vào thời điểm đó, hai vùng đất này cách nhau rất xa. Tổ tiên ban đầu của Bilge Bouvo có thể đã di chuyển trên biển, nơi chúng du hành đến những khu vực mới trên các cấu trúc thủy sinh xuyên đại dương. Nhưng điều này thậm chí còn đặt ra nhiều câu hỏi hơn cho các nhà cổ sinh vật học. Bilge Bouvo có thể gợi ý rằng loài ếch phổ biến hơn những gì người ta tin vào thời kỳ đầu kỷ phân trắng. Ếch đã tồn tại trên trái đất khoảng 200 triệu năm, và các nghiên cứu hiện đại cho thấy khoảng 88% loài ếch hiện đại có nguồn gốc từ khoảng 3 dòng dõi. Chỉ những khám phá hóa thạch mới về loài ếch tương tự và Bilge Bouvo mới có thể giúp chúng ta làm rõ hơn loài ếch này đến từ đâu và điều gì đã xảy ra với dòng dõi của chúng. Tương tác với các loài khác. Madagascar và cuối kỷ phân trắng có hệ động vật đa dạng, bao gồm các động vật có vú, động vật lấn cư, bò sát và khủng long. Cùng với Bilge Bouvo, hệ tầng Mevarano đã tạo ra những mẫu hóa thạch khác nhau thể hiện một số sự sống trong thời kỳ kỷ phân trắng ở Madagascar. Chúng ta có thể kể đến một số loài khủng long sống cùng với Bilge Bouvo như Machangasaurus, Simusuchus, Titanosaurus hay Mahachangasuchus. Trong môi trường của chúng, Bilge Bouvo chỉ bị ảnh hưởng bởi nhiều loài động vật ăn thịt mà chúng sống cùng như khủng long, cá sấu thời tiền sử, rùa lớn và rắn thời tiền sử. Những con ếch này có sức mạnh chỉ ăn khủng long con và các loài côn trùng khác, nhưng có thể là thức ăn cho hầu hết các loài động vật mà chúng gặp. Đôi chân ngắn của Bilge Bouvo cho thấy chúng sống trên cạn và không sống dưới nước. Đầu của loài ếch khổng lồ này có thêm xương, có thể dùng để bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi, để không bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa như thời tiết khắc nghiệt hoặc những kẻ săn mồi tương tự như ếch ngày nay. Bilge Bouvo có thể đã sử dụng hai chân sau để đào hang nghỉ ngơi ở một khu vực hẻo lánh. Ý nghĩa văn hóa. Với kích thước cực kỳ lớn và sống từ kỷ phân trắng cùng với một số loài khủng long lớn nhất, Bilge Bouvo là một trong những loài ếch tiền sử mang tính biểu tượng nhất. Những loài ếch như ếch ảnh ương hay ếch Bachman ngày nay cực kỳ lớn, nhưng Bilge Bouvo thậm chí còn phát triển lớn hơn và có thể ăn các loài khủng long như khủng long chân thú con. Bạn có thể tìm thấy loài ếch ăn khủng long này trong các trò chơi nổi tiếng như Ark Survival, trong đó giới thiệu về kích thước và bản tính hung dữ của chúng. Nhìn chung, hóa thạch ếch cực kỳ hiếm vì chúng có xương nhỏ hơn và sống trong điều kiện ẩm ướt dẫn đến phân hủy nhanh hơn. Cảnh quan và quy mô của Bilge Bouvo khiến chúng có nhiều khả năng được bảo tồn hơn, và chúng là loài quan trọng cho việc tìm hiểu về quá trình tiến hóa của loài ếch theo thời gian. Triadobatrachus là hóa thạch ếch sớm nhất có niên đại từ kỷ Trias, sớm ở Madagascar. Mặc dù Triadobatrachus được cho là đã tiến hóa thành ếch hiện đại, nhưng vẫn chưa rõ điều gì đã xảy ra với Bilge Bouvo và những dòng dõi của chúng có niên đại như thế nào. Khi còn sống trong thời kỳ khủng long, ếch không trở nên phổ biến và đa dạng cho đến khi loài khủng long tuyệt chủng và cho phép chúng phát triển mạnh. Vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về Bilge Bouvo và với nhiều khám phá hơn về hóa thạch của chúng, nhiều điều có thể thay đổi về những gì đã biết về loài ếch cổ đại này.
Những người phát hiện ra hóa thạch này không chỉ hữu ích trong việc tìm hiểu về cách loài ớt tiến hóa từ hàng triệu năm trước đến nhiều loài lưỡng cư khác nhau được tìm thấy ngày nay, mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các lục địa di chuyển trong lịch sử mở rộng của trái đất. Bilge Buffo có nhiều điểm tương đồng với loài ớt ngày nay nhưng đã tiến hóa để sống cùng loài bò sát lớn nhất trái đất. Vừa rồi là những thông tin về loài ớt địa ngục Bilge Buffo. Các bạn thấy sao về loài này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé! Nếu thấy video này hữu ích, hãy ấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!